Hãy tu dưỡng cái miệng thật tốt, lời nói của bạn chính là phong thủy của bạn. Có người nói, những gì bạn nói thực ra là bạn như thế nào trong mắt người khác. Mỗi người đều muốn thay đổi vận mệnh của chính mình. Nếu bạn nói tốt, bạn có thể thay đổi vận mệnh của mình. Người xưa cũng nói, miệng là cửa của tâm. Nếu không kiểm soát được những điều nói ra từ miệng mình thì sẽ để lộ rất nhiều điều cơ mật. Đúng vậy, mọi điều bạn nói và làm sẽ phản ánh vẻ đẹp, sự xấu xí bên trong cũng như phẩm chất nhân cách của bạn. Người không biết ăn nói dễ phá hoại những phước lành và gặp nhiều khó khăn thăng trầm hơn trong cuộc sống. Làm người cần cố gắng giữ được ngôn hành đồng nhất, tâm khẩu như một. Người có thể quản được cái miệng của mình ắt là bậc trí huệ. Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Lời đã nói ra như mũi tên đã bắn chẳng thể thu hồi. Vậy nên nghĩ kỹ rồi mới nói, xem lời nào nên nói, lời nào không. Và sau đây là những lời mang lại họa hại cho một người. Cổ nhân đã quan sát và chứng kiến trong cuộc sống của mình trải qua bao đời nay, đã để lại những lời khuyên răn quý báu cho đời sau. Đừng nói tận, nói cùng, vạch trần khuyết điểm của người khác. Sách Thái Căn Đảm viết, bất trách nhân tiểu quá, bất phát nhân âm từ, bất niệm nhân cực ác, tam khả dĩ dưỡng đức, diệt khả dĩ viễn hại. Nghĩa là đừng đổ lỗi cho người khác vì những lỗi nhỏ của họ, đừng tiết lộ bí mật của họ và đừng nhớ những hành động xấu xa trong quá khứ. Ba lời này có thể tu đức và cũng có thể ngăn ngừa tổn hại từ xa. Miệng là cái rìu làm tổn thương người khác, lời nói là con dao cắt lưỡi, không nên nói tận cùng, nói diệt với một người, một sự việc nào đó. Đừng tấn công những khuyết điểm của người khác và vạch trần những vết sẹo của họ. Cái vạch trần vết thương của người khác sẽ bị người khác ghét bỏ, làm hại người khác và chính mình. Một người sống cả đời bằng cách đứng trên thế giới với phẩm giá. Người có mặt, cây có vỏ, mỗi người đều có nhân phẩm mặt tốt, nên trong cuộc sống đừng vạch trần khuyết điểm hay nói đến chuyện riêng tư của người ta. Nói năng cần phải hàm xúc và phải để lại một đường lui cho đối phương. Những người sống biết người biết ta sẽ không bao giờ nói lời tận ngôn, thay vào đó họ sẽ để lại cho người khác lối thoát, lưu lại chút khẩu đức cho bản thân. Đừng nói quá nhiều. Kinh dịch nói, cát nhân chi từ quả, táo nhân chi từ đà. Người tốt lành thì ít lời, người nóng nảy thì nhiều lời. Mặc Tử nói, ếch và ruồi nhặng kêu không kể ngày đêm, kêu tức khô cả họng nhưng vẫn không ai muốn nghe thấy âm thanh của chúng. Con gà trống chỉ gáy lúc bình minh, nhưng người người nghe tiếng gáy của nó để thức dậy. Như vậy thì nói nhiều có lợi ích gì? Quan trọng là nói chuyện phải chọn đúng thời điểm mà nói. Đức Khổng Tử từng nói, phu nhân bất ngôn, ngôn tất hữu trùng. Ý nói là một người hoặc là không nói, hoặc là vừa mở miệng đã nói, phải nói đúng trọng tâm của vấn đề. Khi nói bất kể một điều gì, bạn nên nói ngắn gọn, dễ hiểu để người nghe không cảm thấy khó chịu. Người ta thường nói dài nói dài thành ra nói dại. Chúng ta chỉ nên diễn đạt đủ ý, nói năng điềm đạm, rõ ràng là được. Nói ngắn gọn, xúc tích là một cảnh giới. Vì vậy trong cuộc sống không nên nói quá nhiều. Những người trí tuệ sẽ chỉ nói đúng lời, đúng người vào đúng thời điểm thích hợp. Đừng nói lời ngông cuồng sảng bậy. Ca dao có câu, sảy chân gượng lại còn vừa, sảy miệng biết nói làm sao bây giờ. Để tránh vạ miệng, bạn nên nhận thức và phân biệt được khinh trọng trong từng tình huống giao tiếp. Một khi đã nói ra những lời cuồng ngôn thiếu suy nghĩ, bạn ắt sẽ phải hối hận về sau. Thứ mà con người có thể thể hiện trước mặt người khác nhiều nhất chính là ngôn từ. Thế nên khi nói năng, cuồng ngôn là điều tối kỵ, sẽ gây ra sự khó chịu cho đối phương, gây ra hận thù vân vân và dễ rước lấy tai họa vào người. Tiếp đến là đừng nói lời ca thán phàn nàn. Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng, mỗi người đều mang trên vai những gánh nặng khác nhau để tiến về phía trước. Ca thán không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, chỉ truyền đi năng lượng tiêu cực. Phàn nàn nhiều, bạn bè tự dưng sẽ ít lại. Đừng trở thành người đi truyền năng lượng tiêu cực. Chẳng ai thích cả ngày phải đối mặt với người suốt ngày ủ rũ khó ở. Gặp vấn đề trước tiên hãy tìm lý do từ bản thân mình. Sống ở đời thay vì ca thán một ngày chi bằng nỗ lực một ngày. Có sức người đó ca thán chi bằng để dành sức đi nỗ lực cố gắng. Đừng nói lời khoa trương bản thân. Lưu Bị từng nói, ngôn quá kỳ hành bất khả trọng dụng. Nghĩa là nói nhiều hơn làm không dùng được việc lớn. Khổng Minh vốn đề cao Mã Tốc bởi sự tinh thông kinh sử của ông ta. Khi Lưu Bị hỏi về chân tài thực học của Mã Tốc, Khổng Minh nói, Tốc vốn là người có tài bác lãm quẩn thư, quán thông kim cổ, không có điều nào hỏi mà không biết, không có sách nào hỏi mà không nhớ, thần cho rằng cũng là bậc anh tài đời nay. Nhưng Lưu Bị lại không cho là như thế, ông đáp, không đâu, trẫm sẽ thấy người ấy thường nói lớn quá sự thực mà làm thì không được như lời, không thể dùng vào việc lớn.
thừa tướng nên xét kỹ lại. Và thực tế sau này chứng minh nhận định này của Lưu Bị là hoàn toàn chính xác. Mã Tốc tự cao tự đại cho mình là đúng, cuối cùng đã để mất Nhai Đình, phải xử tội theo quân lệnh trạng. Cổ nhân có câu: người khác khen ngợi được gọi là danh tiếng, tự ca tụng đề cao bản thân gọi là khoe khoang. Người thích nói khoa trường, nói nhiều hơn làm thì không thể dùng vào việc lớn. Dẫu là người có tài thao lược, học rộng tài cao mà không biết khiêm tốn, thích nói lời khoa trương thì sớm hay muộn cũng rước họa vào thân. Thứ nữa là đừng nói lời quá thẳng. Nói chuyện cần sự chân thành, nhưng cũng không nên quá thẳng. Lòng tự tôn và tâm hư vinh hầu như ai cũng có. Nếu không suy xét tới hoàn cảnh của người khác, rất dễ khiến mọi người rơi vào tình huống khó xử, ai nấy đều không vui. Nói chuyện cần như dòng suối giữa núi non, thấm vào lòng người, róc rách quanh cò, chẳng nên ào ạt, cuồn cuộn dâng trào như những con sông lớn. Chẳng ai thích bị nói như tát vào mặt cả, mà thường dễ dàng tiếp nhận sự mềm mỏng. Điểm then chốt trong giao tiếp giữa người với người là khiến người có thể tiếp nhận lời nói của mình. Nếu phương thức nói chuyện không đúng, thì dẫu chân thành nữa, lời nói có giá trị đi nữa, mà đối phương không tiếp thu thì cũng coi như công dã tràng. Nhưng lời mềm mỏng, khéo léo vừa khiến đối phương cảm thấy được tôn trọng, lại chưa lại một khoảng trống giúp họ có thể ổn định cảm xúc, tiếp tục lắng nghe. Không nói lời thêu dệt, giả dối thị phi. Người thích buôn chuyện thường khiến người khác chán ghét, đặc biệt là những lời thích nói xấu sau lưng người khác. Thường nói chuyện thì phi ắt là kẻ thị phi. Những người thích nói chuyện bé xé ra to tất nhiên cũng không phải là người tốt. Cổ nhân có câu: tĩnh tọa thường tư kỷ quá, nhàn đàm mạc luận nhân phi. Nghĩa là ngồi tĩnh lặng thường nghĩ lỗi về mình khi trò chuyện, không nói xấu người khác. Người thực sự thông minh sẽ tranh thủ những lúc nhàn rỗi học hỏi, nâng cao trình độ của bản thân, chứ không lãng phí thời gian và tâm sức vào những chuyện vô bổ. Và cuối cùng là không nói lời ác độc. Tăng Quảng Huyền Văn có chép: lợi đào cát thể ngân dị hợp, ác ngữ thương nhân hận bất tiêu. Nghĩa là dao bén cắt thân, sẹo dễ lành, lời ác hại người hận không tan. Lời nói ác độc còn đáng sợ hơn là dao sắc bén. Vết thương do dao bén còn dễ lành, lời ác gây vết thương tâm lý, khiến người khác đau lòng, sinh uất hận, căm hận mãi không tiêu tan. Cổ nhân cũng nói: khẩu năng thổ mai cùi, dã năng thổ tật lê. Nghĩa là miệng có thể phun ra hoa hồng, cũng có thể nhổ ra gai. Trong các loại vũ khí, cái lưỡi là thứ lợi hại, nguy hiểm, đáng sợ nhất. Lời nói không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân, nó có thể ảnh hưởng đến quốc gia. Luận Ngữ Tử Lộ đã nói: nhất ngôn nhi hưng bàng, nhất ngôn nhi táng bàng. Tức là một lời nói làm hưng thịnh đất nước, một lời nói cũng làm mất nước. Cho nên người xưa luôn khuyên thận ngôn, tức là thận trọng trong từ lời nói. Miệng của bạn chính là phong thủy của bạn, đừng coi thường tầm quan trọng của miệng. Thường thì miệng sẽ mang lại cho người ta cảm giác gió xuân, nhưng cũng có thể vô tình làm tổn thương một người. Khi bạn dùng miệng làm tổn thương người khác, bạn cũng đang hủy hoại phong thủy của chính mình. Có vẻ như bạn chỉ đạt được khoái cảm nhất thời, nhưng thực tế cuối cùng nó sẽ quay lại cắn bạn. Chỉ bằng cách tu dưỡng cái miệng của chính mình thật tốt, bạn mới có thể tích lũy phong thủy và phước lành trường tồn cho bản thân. Sống ở đời, mọi lời bạn nói, mọi quyết định bạn đưa ra và mọi hành động của bạn thực hiện đều có thể phản ánh phong thủy của bạn. Khuôn mặt của bạn là thể hiện sự thẳng thắn nhất về chiều sâu số phận của bạn. Hãy trau dồi đôi mắt của mình, cho phép bản thân quan sát lời nói, cách diễn đạt để có thể làm mọi việc và đi vào lòng người khác. Hãy giữ gìn đôi tai của mình thật tốt, nói ít và lắng nghe nhiều hơn để có thể sống một cuộc sống thanh thản, bình yên. Chỉ khi quản cái miệng thật tốt thì bạn mới có thể kiểm soát được cảm xúc của mình và tôn trọng người khác. Nhân sinh tại thế, phong thủy của con người đều ẩn chứa trong khuôn mặt. Hãy chăm sóc thật tốt khuôn mặt của bạn và mở ra phong thủy tốt đẹp lâu dài cho cuộc sống.